chào mừng cả nhà mình đã trở lại video tiếp theo trên kênh Gia Làng Tây Nguyên nha. Bây giờ mình đang đứng ở đây là một cái địa điểm mà ngày xưa mình treo cái bảng hiệu ở đây là có tên là Phòng Khám Gia Làng Tây Nguyên. Thì cũng có những cái ý kiến của mọi người là ý kiến trái chiều rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video này để mình giải đáp thắc mắc cho mọi người nhé. Nhưng mọi người nhìn trên cái bảng là có chữ là Phòng Khám Gia Làng Tây Nguyên và ở dưới là có chữ là Đông Y Toàn Thắng. Và bên góc trái của cái bảng đây có ghi là Lương Y Nguyễn Văn Thắng và giấy phép hành nghề và cái số của giấy phép hành nghề nhé. Và cái video này thì mình sẽ mời mọi người vào trong nhà để mà mình giải đáp thắc mắc cho mọi người nhé. Mình xin mời mọi người. Mọi người nói là mình không có kinh nghiệm gì mà sản xuất thuốc ra để đi bán cho mọi người, thì đó là một điều là đúng nhé. Nhưng mà thật sự là người sản xuất thuốc đó chính là anh Nguyễn Văn Thắng nhé. Và mình chỉ là một người đi vào rừng chuyên lấy thảo dược về để mà cho anh Thắng để mà sản xuất thuốc thôi mọi người. Chào mọi người nhé. Và cái mẻ thuốc đây là hiện tại đây anh em mình đang làm là cái mẻ thuốc đây là thuốc xương khớp mà nha. Đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thì cái loại thuốc này thì đặc biệt là những người lớn tuổi họ thường hay bị, và người ta uống thuốc này vô thì có triệu chứng rất là tốt. Thì dạo này thì thuốc này nó có hiệu quả luôn rồi nha. Thì đây là gồm có là những loại thảo dược thiên nhiên á, mình đã cho ra trong đây, mình nghiền nát ra và mình vo cùng với mật ong để cho nó thành cục như thế này. Đây mật ong kia, mình làm cùng với mật ong ấy, bỏ mật ong vào đảo đều cho nó thành cục như thế này và bỏ ra cái máy này để vo thành viên nhá. Và công việc của anh Thắng thì ở nhà thì anh Thắng chuyên là làm những công việc này, là của mình thì đi rừng để hái thuốc. Vâng, xin chào mọi người nhá. Thì công việc này của mình thì mình hành nghề cũng rất là lâu rồi, nhưng mà hai anh em mình cộng tác với nhau thì mỗi người một việc. Già làng là chuyên đi vào rừng để thu hái thuốc và sơ chế thuốc ở trong rừng, xong bắt đầu phơi khô là đưa về nhà. Mình ở nhà là chịu trách nhiệm mà phân chia loại thuốc và loại những tạp chất tiếp theo, rồi tiến hành là sao tẩm và chế theo liều lượng và từng các loại bệnh. Thì đấy là mình về chịu trách nhiệm về chuyên môn chế thuốc, còn vợ già làng là chuyên chịu trách nhiệm về gửi hàng ba số một đuôi, là chỉ có đấy một số. Vừa rồi khách hàng bên mình cũng gọi là bệnh nhân bên mình cũng nhận một số cái thuốc loại thuốc giả, thế mình người ta gọi đến thì mình cũng có đính chính, là gặp mình thì mình đính chính là cái số mà giao hàng bên mình là chỉ có ba số một đuôi thôi. Thế nên là mọi người cũng gọi là khi mà nhận hàng thì chú ý. Rồi mình cũng xin nói thêm là mình anh em mình làm toàn bộ bằng thủ công, nên khi bữa nay là đi vào rừng hái thuốc rất là khó khăn. Bữa nay nó người ta rừng cũng không còn nữa và rừng sâu, mà thu được nhập được thuốc thì rất là khó khăn. Nên anh em mình làm thủ công, làm ít một thì nó tuyệt đối an toàn, không có chất bảo quản, nhưng mà mọi người sử dụng hết. Và mình anh em mình làm trong một thời gian ví dụ như khoảng 50 bì, nhưng khách hàng người ta mua uống hết xong bọn mình chế tiếp, nên từ chỗ đó là không cần thuốc bảo quản mà thuốc hiệu quả cũng rất là cao, tuyệt đối an toàn. Mọi người cứ yên tâm sử dụng cái thuốc bên mình. Còn về thảo dược hoặc là về gặp già làng thì bên mình còn ví dụ cần tư vấn gì thêm về bệnh tật chuyên môn thì mình sẽ là người tư vấn cho mọi người. Đây là cái thuốc này là đã thành phẩm rồi, bây giờ chuẩn bị thuốc này để gửi đi cho mọi người nhé. Thuốc này không dùng chất bảo quản nên là khách mua đến đâu thì mình sẽ làm ra đến đó nha cả nhà. Đấy. Và hiện tại đang làm đây cái mẻ thuốc này là thuốc dạ dày nhé. Dạ dày với xương khớp thì nó cũng chung một cái kiểu làm giống nhau, nhưng mà kiểu là cái vị nó sẽ khác nhau nha cả nhà. Thì cái bì như bì này là thuốc xương khớp này. Anh hiện tại đang làm đây là xương khớp hay dạ dày? Dạ dày. Mình đang chế biến về dạ dày. Thuốc của bên cái cách làm thì cũng giống nhau, nhưng mà kiểu khi mà mình điều chế cái vị ra cái bột này là sẽ có những cái vị xương khớp thì sẽ khác nhau nha mọi người. Và đây là một cái giấy chứng nhận đây, đây mọi người. Đây là giấy chứng nhận thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng. Giấy này là của Bộ Y tế cấp hay sao anh Thắng nhỉ? À, Bộ Y tế cấp em. Và cộng là bên kia. Cái bằng này là cái bằng đo lường chất lượng. Đo lường chất lượng đúng không? À, đo lường chất lượng cấp.
còn bộ y tế cấp là mấy cái giấy kia. Bộ y tế anh em mình bên này nói thêm là bổ sung thêm, mình làm theo quy chuẩn của nhà nước hết rồi, nên là tất cả mọi cái là đều do sở y tế người ta quản lý. Cái này là giấy phép hoạt động dược đúng không? Rồi, khám chữa bệnh, khám chữa bệnh đây. Chế biến. Rồi đây là chứng chỉ hành nghề đó mọi người. Là đều đứng tên của anh Nguyễn Văn Thắng nhé. Anh Nguyễn Văn Thắng là người chuyên để làm cái công việc này, và mình là một người là đi rừng để mà thu hoạch những cái loại thảo dược ấy. Cái này là cái gì đây anh Thắng nhỉ? Cái này giấy ấy, cái này giấy cũng là giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và chế biến thuốc. Nghĩa là khi mà anh em mình đã làm tới cái thời điểm này là được tiếp cận được nhiều người rồi đó, thì những cái khâu là giấy tờ an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như là những cái chứng chỉ hành nghề thì không thể nào thiếu được đấy mọi người. Khi mà quay lên đây một trang mạng công khai như thế này thì riêng mà không có đầy đủ giấy tờ hợp lệ thì riêng cái tiền mà đi đóng phạt không đủ no rồi. Nên là mọi người cứ yên tâm nhé. Mình làm bên phòng thuốc bên già làng Tây Nguyên là không thiếu một cái giấy tờ gì hết, đầy đủ hết. Nhà nước cấp phép hoạt động một cách chính quy nên là rất là an toàn. Mọi người có sử dụng thuốc bên mình thì mình không dám nói thêm, nhưng mà một thời gian qua thì cũng rất là nhiều người tiếp cận và sử dụng thuốc bên mình rồi thì cũng biết rồi. Bây giờ mình chỉ bổ sung thêm thôi là sử dụng thuốc bên mình là cứ rất là kiểu gọi là yên tâm, không phải suy nghĩ, không phải lo lắng về cái gọi là chất bảo quản hoặc là những cái độc tố của thuốc. Thì khi sử dụng thì khi bắt đầu bào chế là anh em mình cũng đã gọi là qua những cái thao tác rất là cẩn thận, từ bắt đầu là chọn lọc thảo dược trên rừng, xong qua quá trình chọn lọc xong đưa xuống suối rửa, xong phơi cho gần như là khô để cho nó dễ vận chuyển. Thì bữa nay là vận chuyển nó khó khăn, nhiều khi đi mấy cây số mới ra được cái chỗ để xe máy, nên là rất là vất vả. Anh em mình cũng không có sử dụng gọi là không có sản xuất đại trà bằng công nghiệp như chỗ khác, mình chỉ làm thủ công thôi, nó vừa an toàn và vừa đảm bảo. Nhưng mà sản xuất một cách đại trà thì phải có chất bảo quản, thì có thể bán hết sang năm này sang năm kia, nhưng mà anh em mình chỉ làm trong vòng một tháng hoặc là nửa tháng là sẽ bán hết lại tiếp tục sản xuất theo kiểu thủ công rất là an toàn. Mới ngày hôm qua là có một khách là bị đau dạ dày đó. Người ta bảo là dùng cái thuốc này rất là êm luôn, bị trào ngược ấy. Dùng như một cái liệu trình này là đúng là phải sử dụng là 5 gói, nhưng mà người nào mà phù hợp với cơ địa từng người ấy, thì có thể là dùng một gói thôi đã có cái hiệu quả rồi. Nếu như mà cơ địa người đáp ứng thuốc tốt là chỉ cần dùng uống thuốc bên mình, đã nhiều trường hợp 2 ngày là họ đã có gọi là tiến triển bệnh rồi, cái tình trạng trào ngược và ở chua là nó bớt hẳn, nó giảm hẳn đến 70%. Nên là mọi người cứ yên tâm, nên là cái là họ có đặt vấn đề hỏi mình là có phải bên mình có thể trộn thêm thuốc gì không, nhưng mà tuyệt đối là không có. Nên có thể là đưa đi kiểm nghiệm bất kể chỗ nào, mình cũng dám cam kết là không có một cái thuốc gì khác ngoài những vị thuốc nam để gọi là thuốc thiên nhiên để đưa vào để đáp chữa bệnh. Thiên nhiên là không có cái tác dụng phụ gì đâu mọi người, toàn bộ thiên nhiên hết, nên mọi người cứ yên tâm. Thì bên mình có một số ví dụ như là bài thuốc ví dụ như gút, thì cái do mình chế thuốc viên nó nhiều loại quá nên thuốc gút cho mình cũng không nhiều. Thì trước mắt là bên cơ sở mình là già làng Tây Nguyên là đang còn đưa vào để nấu uống thay nước lọc hàng ngày, là có một số bài thuốc ví dụ như thuốc dạ dày này, rồi quả vị thống tán và đau nhức xương khớp, rồi hen suyễn, rồi bổ thận, thì có thể là còn cô được các loại rễ cây nó quá cứng, mình phải cô lọc thành cao, xong bắt đầu trộn vị thuốc hoa quả bằng quả mình sao chín, nhưng mà nó mới trộn mới viên được như thế này. Thế nên rất là mọi người cần cái gì thì cứ yên tâm sử dụng thôi. Thường thì những người lớn tuổi, những người già vì chứng nhức mỏi xương khớp, đau xương khớp, tê bì chân tay thì dùng cái thuốc này thì mình cũng không phải là quảng cáo đâu cho nó hay nó tốt, nhưng mà phước chủ may thầy mọi người gặp được thuốc đúng bệnh thì mọi người uống thì nó nhanh khỏi nhé. Có người đi không được luôn, nhưng mà dùng thuốc này tầm cỡ 2 đến 3 ngày thì cảm thấy là cái triệu chứng nó cũng đỡ đi rồi. Và mình cứ dùng cứ thế mình dùng liên tục thì hết một liệu trình thì nó sẽ dứt điểm cái bệnh cho mình nhé. Không phải là quảng cáo hay, nhưng mà mọi người dùng được, mọi người bớt bệnh thì anh em mình cũng là một người rất là vui. Đó là một cái tinh thần lớn. Cái thuốc đây là nó sẽ nói lên trực tiếp trong cơ thể người bệnh,
nên mình cũng không thể quảng cáo cho hay được. Mà khi mọi người uống vào, triệu chứng bệnh như thế nào là cơ thể nó thay đổi thế nào là mọi người cảm nhận được rõ ràng luôn, rất là nhanh. Cho mọi người cứ yên tâm. Và qua cái video này mà cô chú anh chị nào mà muốn gặp trực tiếp anh Thắng để mà tư vấn về bệnh ấy, thì mọi người có thể là liên hệ với số trực tiếp ở phòng khám của mình là 0333 383 286. Và mọi người có cần đặt hàng thì mọi người hãy gọi vào số là 0328 058 111, thì có vợ mình ở nhà và chuyên tư vấn và chuyên gửi hàng đi cho mọi người nhé. Và anh Thắng là người là chuyên làm thuốc và tư vấn khám chữa bệnh mọi người. Nếu mà mọi người ở gần khu vực Kon Tum này hoặc là mọi người ở xa, nếu mà có điều kiện mọi người đến đây thì mình sẽ khám bệnh miễn phí cho mọi người luôn, kê đơn hút thuốc đúng bệnh luôn, khám bệnh miễn phí nhưng mà chữa bệnh lấy tiền chứ không phải là hút thuốc lấy tiền chứ khám bệnh thì miễn phí. Thì ngoài cái vị thuốc dạ dày với thuốc xương khớp thì bên chỗ anh em mình thì còn có sản xuất thêm là bài thuốc là viêm xoang, thuốc lý sinh lý và thuốc chữa bệnh gút nữa nha cả nhà. Thì qua đây thì cô chú anh chị nào có bị triệu chứng bệnh gì thì cứ liên hệ với mình nhé. Và đây là một cái thuốc, đây là thuốc giảm cân anh Thắng giới thiệu với mọi người nha. Đây là anh em mình đang tiến hành chế một bài thuốc gọi là trà giảm cân. Mình đang tiến hành là lọc dược liệu và để bỏ tạp chất và chuẩn bị sao rồi nghiền thành bột. Bỏ vào cái túi trà lọc nhỏ uống túi lọc gọi là uống thanh nước trà. Rồi. Thì tác dụng của nó là đầu tiên là đào thải mỡ bụng, rồi mỡ dư ở đường ruột, rồi nóng gan hay bị mụn nhọt, rồi nhịp tim nhanh, rồi huyết áp cao, rồi khó ngủ, lá lách nóng, rồi tiêu hóa kém, rồi những người nào mà hay bị táo bón này, đi cầu không được này, rồi hay nóng trong người này, là uống cái trà gọi là trà giảm cân. Giảm cân này, cái thảo dược này rất là tốt, hoàn toàn tất cả đều bằng những vị thuốc lá thuốc nam hết. Nên là anh em mình đang tiến hành bào chế. Còn thiếu một hai vị nữa đang chờ cho nó khô xong bắt đầu để tiến hành là nghiền thành bột nhỏ nhỏ để bỏ vào túi lọc. Mọi người có nhu cầu sử dụng thì liên hệ anh em mình, bên mình sẽ gửi hàng cho mọi người. Mọi người cần sử dụng cái loại trà giảm cân này thì mọi người liên hệ với Zalo là 0328 058 111 để ở màn hình thì sẽ có người tư vấn và gửi hàng cho mọi người nhé. Đây, bây giờ là nó chưa thành phẩm nên nó là toàn là lá. Toàn là lá rồi. Xong đầu cho nó khi nó thành phẩm rồi là anh em mình sẽ thiền thành bột, mà bột không phải là nhỏ hẳn mà cái bột loại vừa vừa thôi. Bỏ vào cái túi lọc xong là bỏ vào để đổ vào nước sôi á, nước sôi như uống ở quán á. Thì trà nó tựa giống trà liếp tông, nhưng mà cái đó là trà liếp tông thì là trà giải khát, còn anh trà của anh em mình là trà thảo dược, đây là để chủ yếu là tác dụng giảm cân, bình ổn huyết áp và tim mạch, rất tốt cho những người mà bị huyết áp cao, mỡ máu, rồi gan nhiễm mỡ, men gan cao, nóng gan, lá lách nóng, rồi đi cầu khó khăn, rồi người hay mệt mỏi, mất ngủ, uống cái này rất là tốt. Cái này mình pha rất đơn giản cả nhà. Mình làm và mình bỏ trong cái túi lọc sẵn sàng luôn. Mọi người về chỉ việc bỏ vào trong ly và chế nước sôi vào là uống thôi. Rất là dễ sử dụng luôn. Những cô chú anh chị nào đi làm văn phòng, công ty thì mình mang theo một vài gói mình vẫn sử dụng tốt nhé. Sau một thời gian làm lụng và phấn đấu thì dành dụng được ít tiền thì mình cũng đã xây dựng ra một cái xưởng ở chỗ đây, là xây được một cái nhà để mà mình sắm thêm những cái dàn máy này để mà mình làm thêm là cái món gà ủ thả mộc đó mọi người. Ở đây là một cái tủ lạnh chuyên để cấp đông nhé. Khi mà mình làm ra gà rồi á, thì mình sẽ hút chân không, mình bỏ vào những cái bì như thế này, rồi mình hút chân không là từ cái máy này, thì hút chân không xong thì mình sẽ bỏ vào trong cái tủ này mình cấp đông nhé. Và đây là những sản phẩm thành phẩm gà ủ thả mộc của bên Gia Làng Tây Nguyên, và để mong là được phục vụ cho tất cả mọi người ở xa nhé. Cấp đông xong thì mình sẽ gửi, khi mà mình gửi đi thì mình sẽ bỏ cho nó cục đá nó đi cùng với gà luôn nha mọi người. Đây, hôm qua thì mới làm mẻ xong là 100 con gà, thì hôm qua thì mới vừa làm xong thì đã cấp đông xong rồi. Xin nữa tầm cỡ 4-5 giờ chiều nay thì mình sẽ bỏ vào thùng xốp và gửi đi luôn cho mọi người nhé. Một cái tủ này là chứa được khoảng cỡ 400-500 con trong này này. Tủ này rất lớn luôn.
tủ này rất đắt tiền luôn. Và bên kia là những cái thùng xốp để mà gửi đi cho mọi người á. Thì gửi gà đi thì mình sẽ cho vào trong thùng xốp và mình gửi cho cục đá đi nữa. Thì khi mà mọi người nhận được gà thì tầm cỡ 3-4 ngày thì mọi người vẫn còn con gà này vẫn còn giữ lạnh được nhé. Và bên đây là một cái kho dược liệu bên mình. Cái đây là một cái bài thuốc, đây là gồm có 38 vị trong này, gồm những lá cây rừng và có một số bài thuốc bí truyền nữa, là có công dụng là để mà hỗ trợ về những cái bệnh bổ thận tráng dương này, chủ yếu sinh lý và xuất tinh sớm ở nam giới nhé. Lò này có thể là mình dùng nấu nước uống hàng ngày hoặc là mình ngâm rượu uống đều được nhé. Một bì như thế này mình ngâm khoảng cỡ 7 đến 10 lít rượu nha cả nhà. Giá của lò này thì 1 triệu một thang như này. Và tất cả những cái sản phẩm ở rừng núi mình đã đi thu hoạch được trong rừng. Và đây là chuối cô đơn nhé. Chuối cô đơn, chuối hột rừng và sâm câu, sâm dây đều có đầy đủ hết nhé cả nhà. Đây là sâm dây đây. Và cái này là huyết đằng. Cái loại cây huyết đằng này có giá là 200.000 một ký, thì nó là hỗ trợ về những cái nhức mỏi và tê bì chân tay, vai đau vai gáy nha cả nhà. Có thể là nấu nước uống hàng ngày hoặc là ngâm rượu đều được nhé. Bên đây là những sản phẩm là nấm linh chi lim xanh. Cái công dụng của linh chi lim xanh đây là nó hỗ trợ về những như bệnh như là viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, men gan cao và nó chống béo phì nha mọi người. Và mình bị huyết áp cao, mình dùng cái loại nấm này mình nấu nước uống hàng ngày rất tốt nhé. Mình ngâm rượu uống đều được nhé. Mình nhổ cái nấm này trong rừng về, mình để nguyên cái gốc như thế này. Nó còn ôm vào trong cái dấu của nó còn ôm vào trong thân cây nè mọi người. Để nguyên gốc này mọi người về mua về thì mọi người lấy bằng chải chà sạch sẽ gốc này ra thì mọi người dùng luôn gốc nhé, đừng bỏ gốc đây để phí nhé cả nhà. Đấy. Nấm này thì mọi người có thể nấu đi nấu lại 2 đến 3 lần thì mọi người mới bỏ đi nhé, chứ đừng có bỏ đi, nấu một lần mà bỏ đi thì phí nhé. Đây là hoa đu đủ đực. Hoa đu đủ đực này thì mình nấu chung với nấm linh chi lim xanh này thì nó hỗ trợ về những cái bệnh như là viêm gan, xơ gan, dạ dày rất là tốt nha mọi người. Và nó ngăn ngừa tế bào ung thư rất là hiệu quả. Mọi người cần mua những mặt hàng này thì mọi người cứ liên hệ với Zalo là 0328 058 111 nha. Và đây là măng khô chủng rừng Tây Nguyên luôn. Măng khô này cũng được sấy thủ công đây mọi người. Sấy thủ công thì cũng mong rằng đưa đến cho mọi người là trải nghiệm về những cái hương vị rừng núi Tây Nguyên và mọi người chữa bệnh về những cái bài thuốc này nhé. Đây là măng khô. Và trong đó là có chẩm chéo nữa. Chẩm chéo đây rất là nhiều luôn mọi người. Sản xuất ra rất là nhiều luôn. Chẩm chéo đây là chẩm chéo ướt nhé. Giá này thì 100.000 một hũ như này. Mà mình đã làm và thiết kế logo thương hiệu độc quyền của Gia Làng Tây Nguyên nhé. Đây là mật ong rừng. Mật ong rừng, đây là mật ong chủng rừng Tây Nguyên nhé mọi người. Mọi người có thể là nhận hàng, kiểm tra hàng đúng chất lượng rồi mọi người thanh toán tiền cho shipper nhé. Và tất cả những cái mặt hàng bên Gia Làng Tây Nguyên á, thì khi mà mọi người đặt hàng thì mọi người không cần tiền cọc trước nhé. Thì mọi người cứ nhận hàng kiểm tra đúng chất lượng rồi mọi người thanh toán tiền cho shipper nhé. Còn không đúng chất lượng rừng núi thì mọi người có thể là quay video bóc phốt rồi là mọi người không nhận hàng nhé. Nên là cứ hàng thật thì nên là không sợ gì để cho mọi người kiểm tra nhé. Còn khi mà mọi người mua những cái món gà ủ thẳng mộc bên mình á, thì mọi người phải chuyển cọc trước cho mình là khoảng cỡ, nếu mà một con gà 300.000 thì mọi người chuyển cho mình 200.000 thì bắt đầu mình mới gửi gà đi nhé mọi người. Chứ gửi gà đi rồi mà mọi người không nhận gà thì gà quay trở về gà hư hết nhé. Còn cái loại này thì mình không cần lấy tiền cọc đâu. Mọi người đặt hàng thoải mái rồi nhận hàng kiểm tra đúng chất lượng và thanh toán tiền shipper. Mật ong rừng. Và đây là một cái này là gọi là cái hộp để mà gói hàng gửi đi cho mọi người đấy. Còn khi mà gửi đi cho mọi người là gà đấy, thì mình sẽ bỏ trong cái thùng xốp này đấy. Trong cái thùng xốp này mình bỏ bát đá trong đó nữa thì gửi đi rất là mọi người yên tâm nhé. Và những cái sản phẩm này là cái này là xốp nổ để nó chống dòng bông dòng xốp đó mọi người. Và đây là bao bì, đây là cái vỏ bao bì, mọi người xem mình đã chuẩn bị rất là nhiều luôn, rất là nhiều thứ luôn. Đấy, những cái gian hàng như này thì mình đã chuẩn bị rất là nhiều thứ luôn để mà đưa đến cho mọi người là trải nghiệm những cái sản phẩm tốt nhất và nó không bị hư hỏng nhé. Và nếu mà cái sản phẩm mà bên Gia Làng Tây Nguyên gửi cho mọi người á mà có vấn đề gì không hài lòng thì mọi người cứ liên hệ với Zalo là 0328 058 111. Thì nếu mà hàng đến mà mọi người nhận hàng mà kiểu như bị sức mẻ gì đó thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp mình, nếu mà mình sẽ giải quyết nhé. Còn cái vấn đề nào mà gà bị hư hỏng như thế nào đó mình sẽ hoàn trả lại tiền cọc cho mọi người. Mọi người cứ yên tâm sử dụng nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.